Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Bino Minh Phụng. Hôm nay mình sẽ làm review so sánh giữa hai cây. Ở bên phải của mình là cây Custman K300S và bên trái của mình đây là cây Custman K250. Chúng ta hãy cùng điểm qua xem những điểm giống nhau của nó trước nhé. Về những điểm giống nhau thì đầu tiên chúng ta có hai cái organ 61 phím giống nhau. Ở đây cái cảm giác phím nó cũng giống nhau các bạn, nhưng mà khác một chút xíu thôi. Là khi mà mình nhấn cái thằng Custman K300S này thì nó có hơi mềm hơn, hơi êm hơn chút xíu. Còn về chỉnh xoay thì các bạn sẽ có những cái nút xoay giống nhau nè. Các bạn sẽ có nút xoay giống nhau để mà các bạn điều chỉnh, lựa chọn tiếng hay là điệu cho phù hợp với các bạn. Cũng như là băng tiếng, OTS, pitch bend, những cái phím mà nó rất là cơ bản, chức năng như vậy thì chúng nó đều giống nhau. Tiếp theo là những điểm khác nhau giữa cây K300S và cây K250. Thì đầu tiên là cái ngoại hình bố trí nút nhấn khác nhau. Chúng ta thấy là cây K300S thì nó sử dụng những cái nút và nó thiên về cái việc nó tiện dụng hơn. Các bạn khi mà các bạn sử dụng tiếng guitar, nó có phím bấm sẵn về guitar liền, piano bấm sẵn là piano liền, hay là cả điệu cũng vậy, cần điệu Latin bấm một phát là ra rumba, march hay là điệu van liền. Còn ở bên cây K250 thì chúng ta phải sử dụng những cái số để chúng ta chỉnh cho mới chính xác được, hoặc là sử dụng nút vặn để tìm những cái điệu hoặc cái tiếng phù hợp cho nó. Về ngoại hình thì mình cảm giác bản thân là mình thiên về cái ngoại hình của cây K300S hơn, bởi vì nó có cái điểm nhấn rất là đặc trưng về cái màn hình LCD màn gương, cũng như là cái họa tiết bằng bạc của nó ánh lên, cũng như là cái màu sắc màu xanh này nè, nó là điểm nhấn của cái đèn này. Ngược lại ở bên phía cây K250 thì chúng ta sẽ có những cái đèn xung quanh cái nút vặn nè, và cái điểm nhấn cũng là một cái LCD và nó là cái mặt nhựa bóng ở trên đây. Để các bạn cảm thấy là nó khác nhau, nhưng mà mình thiên về cái của cây K300S hơn. Thêm nữa về các nút bấm, cái vị trí nút bấm thì chúng ta có những cái chức năng khác nhau, như là cây K300S thì nó có modulation, sync stop. Ngược lại cây K250 thì lại không có modulation, sync stop cũng như không có freeze. Thành ra là mình cảm thấy đôi khi những chức năng cần thì lại không có trên cây 250. Nhưng ở chiều ngược lại, cây K250 thì lại có tới 6 băng tiếng, trong khi K300S chỉ có 4 băng mà thôi. Và ngoài ra thì cổng kết nối giữa K250 lại nhiều hơn ở cổng của K300S, ở chỗ là nó có thêm cổng mic và cổng aux in. Cổng mic thì các bạn có thể cắm micro vào và hát, cổng aux in là các bạn cắm nhạc vào, và coi như cây đàn này là một cái bộ loa vậy. Theo mình thấy thì ngôn ngữ thiết kế giữa hai cái đàn này là hoàn toàn khác nhau. Ở đây cây K250 chúng ta có thiết kế góc cạnh, các bạn có thấy đó, nó góc cạnh và cạnh vát từ đầu tới cuối cây đàn, nó thon gọn hơn, thành ra cái cảm giác mình nhìn thấy là nó sẽ dài hơn cây K300S. Cây K300S thì bo tròn ở các góc cạnh hơn, nhìn nó có vẻ như là nó mềm mại hơn rất nhiều. Theo thông số đến từ nhà sản xuất thì cây Custman K300S có tới 518 volt tiếng, cộng thêm đó là 10 volt sampler. Trong khi đó ở bên cây K250 chúng ta có 653 volt tiếng nhưng chỉ có thêm 5 volt sampler thôi. Còn về điệu tiếng, cây K300S thì có tổng cộng 205 điệu tiếng, còn cây K250 thì có tới 240 điệu tiếng. Và cái điểm khác biệt là cây K300S thì không loát được user, nhưng mà cây K250 thì có thể loát được user style đó các bạn. Theo cá nhân mình thì chất âm thanh của hai cây đàn này là hoàn toàn khác nhau, khi một bên á là mang cái sự vang, sự sáng trong âm thanh là cây K300S, ngược lại cây K250 thì đó là một sự gọn ghẽ các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử tiếng và điệu của hai cây đàn để so sánh sự khác biệt nhé.
Sau một thời gian trải nghiệm qua hai sản phẩm K250 và K300S từ Custman, thì bản thân mình thấy là hai cây đàn này nó có vẻ như là nhắm tới những đối tượng hoàn toàn khác nhau, khi mà cây K300S này không loát được user, nhưng bù lại thì chất âm vang cũng như là những cái lợi thế, những phím chức năng gọn ghẽ và được tích hợp rất là tiện lợi như vậy, thì nó dành cho những cái bạn nào mà cần mua để học hơn và cũng có thể đánh show, nhưng mà nó là những cái show gia đình, show tiệc sinh nhật nhỏ thôi. Ngược lại ở bên cây K250 thì đó là băng tiếng nhiều hơn nè, các bạn có thể load user để cài intro style đến từ công ty mình chẳng hạn, như những bài mới nhất, rồi theo đó cả hai bên đều có thể phát loa được. Nhưng mà cái cổng kết nối của K250 thì lại có cổng mic và cổng aux in, thành ra các bạn nó sẽ tốt hơn cho việc đánh show. Đó là mình cảm thấy đó là hai cái đối tượng khách hàng khác nhau, giữa một bên là dành cho giáo dục học và một bên là dành cho là đi show kiếm tiền. Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay của mình. Nếu có ý kiến hay thắc mắc gì hãy comment ở bên dưới giúp mình nhé. Link sản phẩm tụi mình sẽ để bên dưới cho các bạn cùng tham khảo. Hãy đến trải nghiệm sản phẩm ở địa chỉ 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 các bạn nhé. Ngoài ra khi các bạn mua tại Piano Minh Phụng sẽ được kèm thêm là chân đàn và bao đàn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.